thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo từng công chức viên chức của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tây ninh đã không ngừng học tập trao dồi rèn luyện nghiên cứu các văn bản tài liệu thủ tục hành chính để phục vụ người dân tổ chức doanh nghiệp ngày càng tốt hơn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ công chức viên chức tại trung tâm phục vụ hành chính công đã nắm bắt kịp thời và thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến cá nhân, tổ chức doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả. Với số lượng hồ sơ tiếp nhận là khá lớn, song đội ngũ cán bộ công chức viên chức của trung tâm đã không ngừng nỗ lực, kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn gần như tuyệt đối, được nhiều người dân, tổ chức doanh nghiệp đánh giá từ hài lòng đến rất hài lòng.